Chào các em, chúng ta giải tiếp nick số 3, vòng thi số 7 của Vlabit của toán khối lớp 8 ha. Mục tiêu tìm những câu khó để rèn luyện, để sắp sửa thử thách với vòng thi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh em nha. Sắp tới thầy sẽ ra những khóa học mới giúp các em luyện thi tốt hơn. Các em cần nhớ là đừng có để rớt nha. Rớt vòng trường nó buồn lắm, không còn sân chơi gì thú vị như sân chơi này nữa ha. Bài thi số 1, tìm cặp bằng nhau. Toán lớp 8 mà. Thầy chuẩn bị một cái tờ nháp đây. Đây. Giá trị. Bài khó ghê. Gặp toàn bài khó à. Được. Gặp bài khó càng thú vị chứ sao. Bài đầu tiên là đã khó rồi. Thầy đặt cái vế trái là S bằng 1 cộng 2 cộng 3 chấm chấm cộng cho tới 132, xin lỗi, 232. Nếu các em dùng những kỹ thuật học trong các cái khóa học của thầy á, thì mình tính nhanh được cái tổng này là nó ra bao nhiêu nhỉ. Rồi, bằng 27 0 28 27 0 28. Còn nếu chưa học thì mình làm theo kiểu như sau: 232 cộng 231 cộng 230 cộng chấm chấm cho tới 1. Rồi lấy S trên cộng S dưới là bằng 2S. Rồi cộng theo cột kìa, 1 cộng 232 là thành 233, 2 cộng 21 cũng cần 233. Cứ như vậy 233 hết. Cái cặp cuối cùng cũng là cộng 233. Vấn đề là có bao nhiêu số 233 vừa xuất hiện. Có 232 số rồi nhé. Đây, 1, 2, 3 cho đến 232 nè. Vậy là 2S sẽ bằng 232 nhân cho 233. Vậy S của chúng ta sẽ bằng 232 nhân cho 233 rồi chia cho 2. Rồi giờ em có quyền bấm máy được rồi. 232 nhân 233 chia 2. 27028 nha. Đúng cái đáp án hồi nãy. Tiếp tục. Ta lưu kết quả. 27028. Số đó chắc là lớn nhất rồi. Cái này x sẽ bằng âm 2. Các em chưa học số âm nhỉ. Âm 2 nhân 4 là bằng âm 8, âm 8 cộng 8 là bằng 0. Ước chung của 99 và 100, hai số tự nhiên liên tiếp thì ước chung bằng 1 thôi. Nguyên tố cùng nhau. Âm 1/6 để dành đó. Cái này thầy giải ở nick 1, nick 2 nữa nghe. Giá trị x, em quay lại nick 1 mà coi, rất kỹ luôn. X sẽ bằng -1/6. Này thì 33. Rồi, tìm x âm thỏa mãn hai này bằng nhau. Xử lý nè. X trừ 1 nhân x bình cộng x cộng 1 chính là x mũ 3 trừ 1. Đó là hiệu hai bình phương, hàm lượng thức hiệu hai bình phương. Bên kia, x bình nhân x trừ 9 là thành x mũ 3 trừ 9 x bình cộng 2 x bình cộng 6. Giờ là ta có x mũ 3 trừ 1 sẽ bằng x mũ 3 trừ cho 7 x bình rồi cộng cho 6. Các em thấy hai vế cân bằng có x mũ 3 giống nhau, vậy ta lược bỏ đi. Như vậy cuối cùng chuyển vế đổi dấu, 7 x mũ 2 sẽ bằng 6 cộng 1, tức là bằng 7. Từ đây suy ra x mũ 2 sẽ bằng 1, 7 chia 7 được 1. Và từ đây suy ra x, từ đây suy ra x sẽ bằng cộng 1 cũng được mà trừ 1 cũng được.
một bình lên là mùng 1 mà trừ một bình lên cũng được. Nhưng người ta đòi x âm cơ, mà x là âm. Như vậy cuối cùng ta suy ra là x bằng âm 1. Vậy nha, đây là âm 1 nè. Tiếp tục là trừ 2 ghi lại rồi, trừ 1 ghi lại rồi, 1 ghi lại rồi. Rồi giờ mình chọn hai này đi với nhau, trừ 2 này đi với trừ 2 này, trừ 1 phần 6 này đi với phần này. Rồi à quên, cho nên mình chưa giải xong nha. Cái 27028 mới là tổng của bên trái thôi, đúng không? Giờ mình phải giải cho xong rồi nhé. Bên trái là bao nhiêu quên mất rồi. 27028, 27028 bằng 2N trừ 1. Từ đây suy ra là 2N 232, 12 cộng với 32, 2N trừ 1. Cái đề này lạ nha. 1 cộng 2 cộng cho tới 232 thì nó sẽ bằng 232 nhân 233 chia đôi. 27028 rõ ràng mà. Rồi cộng cho 1 nữa thì 27029 rồi chia cho 2. Như vậy đâu có khớp với đáp án 33 đâu ta. Cái đề này có gì sai nha. Đề này là chịu á. Giá trị số tự nhiên n thỏa mãn 1 cộng 2 cộng vân vân cho tới 2n trừ 1. Đáp án của người ta là số 33. Thì bây giờ các em lấy n 33 nhân 2 là 66 trừ 1 là 65. 65 làm sao bằng cái tổng này được. Đề sai nè. 2 nhân 33 đây là 66 trừ 1 65. Nguyên cái đám cần càng là do bằng 65 được. Mà thôi chọn lại đi, mất công quá. Đề dấu quá. Bài thi số 2. Hình thoi là tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường và vuông góc với nhau. Các em học quá nhiều dấu hiệu nhận biết rồi mà cái đó các em nhận không ra. Ta chuyển ra là thành 9x bình trừ 24x cộng 16. Đây, nó đây. G cộng H sẽ bằng 360 trừ 140 là 220. 220 kìa. Đây lúng luôn. Tổng bốn góc bằng 360 mà góc kia chiếm 140 rồi. Phần còn lại ba góc còn lại. Cái này nếu nó kem rút gọn đúng kiểu nó sẽ ra là trừ 29. Đây, nó đây. Hình bình hành ABCD có góc A gấp đôi góc B. Hình bình hành ABCD góc A thì gấp đôi góc B.
Rồi bên mình là ABCD này, góc A gấp đôi góc B luôn nhé. Đây là cho A đi, B CD, góc A gấp đôi góc B, vậy thì cho góc góc B là một phần đi thì góc A sẽ là hai phần, vậy tổng là ba phần, mà hai góc này bù nhau nữa thì cộng lại 1.8 nha. Vậy là chia cho ba phần là mỗi phần là 60 độ, vậy góc B là 60 độ. Còn góc BAC là hai phần là 2 nhân 60 là 120 độ. BAC à BAD mới bằng 120. Còn BAC là bao nhiêu? Đặng mù số đo của góc BAC là bao nhiêu? Giờ ta điện số liệu vô cho nhé. B là 60 độ nè. AD bằng AB. Trời đất ơi, nãy giờ không có giả thiết này. Sao mà làm? AD bằng AB thì hình bình hành nó trở thành thoi cái. Hình thoi có hai cạnh kề bằng nhau á. Vậy góc BAC là bằng 60 độ luôn. Ta biết đều nè. AD bằng, khi đó số đo góc BAC sẽ bằng 60 độ ha. Ta biết đều. Hai cái này là cô à, hai cái này là tạo thành tam giác cân nè, góc 60 ở giữa nó thành góc đều như vậy. Góc BAC là bằng 60 độ. Cho tam giác ABC vuông, tam giác ABC vuông. C rồi lấy ba cái trung điểm nối lại, y là của AB, h là của BC, k là của CA. Cho em giác AC vuông tại A. Rồi, ok. Đây, đang vuông tại A nè các em. Rồi, AB bằng 6. Ba cái trung điểm thì ta có ba cái đường trung bình nữa nhé. AB bằng 6 thì HK sẽ bằng 3. AC bằng 8 thì IH sẽ bằng 4. Trung Pythagore tính BC là ra 10. Vậy IK sẽ bằng 5. Vậy chu vi là 3 cộng 4 cộng 5 thôi. 3 cộng 4 cộng 5 là bằng 12. Hình thoi. Hình thoi nè. ABCD có cạnh bằng 2 cm. Góc A bằng 60 độ. Vậy thì đổi mà. Đổi A xuống đây ha. B lên nè. C qua đây. D qua đây. Rồi. Cạnh bằng 2 cm, góc 60 độ như vậy, nó sẽ là hai cái tam giác đều ráp lại nha. Đây là tam giác cân có góc 60 độ thì đều nè.
Vậy tính AC tính sao? Thì theo tính chất của hình thoi á, thì hai đường chéo sẽ cắt nhau vào cả mỗi đường vuông góc luôn. Rồi, bây giờ góc này bằng 60 độ. A bằng 60 độ thì khi nối đường chéo này nó sẽ còn cái góc, mỗi góc là còn 30 độ thôi đúng không? Rồi giờ cái nhìn được kỹ nè. Sẽ gọi giao điểm của hai đường chéo là E đi. Thì các em có để ý thấy là tam giác ABE là tam giác vuông nè. Chắc chắn là tam giác vuông rồi nè. Đúng chưa? Ở trong cái đó góc này 30 độ. Đó. Như vậy là AE, muốn tính AE thì các em tính BE nè. BE thì bằng 1 thôi, 1 cm. Đây là 1 cm thôi. Ngoài này là 2 cm. Như vậy là AE bình, AE bình dùng lấy vi go ha. AE bình sẽ bằng AB bình trừ cho BE bình. AB bình là bằng 2 bình trừ cho BE bình là trừ cho 1 bình, 2 bình là 4, 4 trừ 1 là bằng 3. Như vậy AE là bằng căn 3. À xin lỗi, đúng rồi, AE bằng căn 3. Suy ra AC bằng 2, 2 lần như vậy. Đây, 2 căn 3 đây. Cái này chính là hiệu nhưng mình phương thức vô tổng. Đó là x mũ 3 trừ 1 phần 8. Đây kìa. Cái bài này thầy đã giải kỹ ở cái nick số 2 rồi nha. Các em tìm lại, mà coi. Dùng kỹ thuật thầy đã dạy trong khóa học vừa rồi, khóa học V81. Các em giải nhanh và tìm A đi, đừng mất thời gian nữa. Dùng chức năng ship sau tìm ha. Rồi. Trừ 30. Đáp án là trừ 30. Trừ 30. Thử lại. Chắc ăn. X mũ 4 trừ 9 x mũ 3 cộng 21 x bình cộng x trừ 30 đúng không? Số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 9 ư? Hồi nãy mình làm rồi. Ủa sao nó lại cho toán lớp 6 ở đây ta? Thì nhớ nãy làm bài này bên toán lớp 6 mà. Số tự nhiên nhỏ nhất có đúng 9 nước. Đó chính là 2 mũ 2 nhân 3 mũ 2 chứ nhé. Hai cái số mũ cộng 1 vô là 3 nhân 3 là 9 nước, đúng 9 nước luôn. 4 9 36, số đó chính là số 36 ha. Toán lớp 8 mình là hỏi toán lớp 6 là sao kỳ cục vậy. Bài thi số 3 vượt chướng ngại vật.
Rồi hệ số của x bình sẽ là trừ 12. Trừ 2 nhân 6 là 1 trừ 12 nhân x bình rồi đúng không? Cái này em đang bấm luôn mà không bấm máy luôn cho nó đỡ mệt. Số thực x thỏa mãn các em dùng chức năng tìm x mà thầy vừa dạy trong khóa học V81, tìm nhanh ngay. Trừ 2 nha. Trừ 2 là đáp án cuối cùng. Cái bài này thầy giải nít trước rồi ha. Cái về nít trước em coi. X bằng 4 6 18 là bằng 24. Chia đôi là đúng bằng 12 luôn. Giá trị nhỏ nhất của đa thức này thì đầu tiên các bạn đi khai triển đa thức ra đã. X trừ 1 nhân cho 2x cộng 3 rồi nhân đa với đa thôi. 2x mũ 2 cộng 3x trừ 2x trừ cho 3 thì nó sẽ bằng 2x mũ 3 cộng cho x trừ cho 3. Rồi ta dùng kỹ thuật tìm min max mà thầy đã dạy trong khoa học mà và rất nhiều bạn đã đăng ký đó. Thầy cũng rất là vui và vinh dự khi là rất là nhiều em học sinh từ khắp các tỉnh thành trên toàn quốc đã đăng ký gia nhập cái khóa học luyện thi online giải toán trên mạng internet này, chứng tỏ là kiến thức của thầy đã được truyền đạt cho các em một cách tốt, các em chấp nhận được và các em lan tỏa được. Đăng ký khóa V81 em vô lại ha. Mọi hướng dẫn đều bằng video hết. Đừng có gọi điện nhiều mất công, tốn tiền. Rồi. Rồi, ta tìm ở đây là 2x mũ 2, xin lỗi các em. Như vậy giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 23 phần 8 đạt được khi x bằng trừ 1 phần 4. 23 phần 8 nếu các em sợ sai nữa thì thầy giải cho các em nè, giải bằng toán tự luận nè. X bình cộng cho x trên 2 trừ cho 3 trên 2 hết bình cộng x trừ 3 rồi ok. Bằng tiếp x mũ 2 cộng 2 nhân x nhân cho 1 phần 4 rồi cộng cho 1 phần 16 trừ cho giá trị nhỏ nhất của đa thức đó. Để mình tính cái này tí đi. Lên là cho nó đỡ tốn dòng.
x bình vẫn như cũ, 2 x, x phần 2 vẫn như cũ, 1 phần 16 vẫn như cũ. Như vậy là trừ cho 1 phần 10, 16 và trừ cho 3 phần 2 có sẵn. Như vậy giá trị nhỏ nhất đâu phải là 23 phần 8 đâu. Kỳ vậy. X nhân hết là hết bình, 3x trừ hết là còn 1x thôi, trừ 1 trừ 3. Thì ứng lại nha, 2, 1, trừ 3. Giá trị nhỏ nhất là bằng âm 25 phần 8. Hên quá, may mà làm tay ta mới phát hiện là âm 25 phần 8 nha. Đây, đúng luôn nè. X cộng cho 1 phần 2 tất cả bình, ở bên ngoài là trừ, trừ tức là cộng cho trừ 8, 8 trừ 3 là 8 cộng 3 là 11, quy đồng nha, mẫu chung là 16, vậy đây nhân 8 là 8 2 16, 8 3 24, vậy là trừ 25 phần 16. Vậy cái này sẽ lớn hơn bằng 2 nhân cho âm 25 phần 16. Vậy nó sẽ bằng là âm 25 phần 8. Xong. Quá. Cứ cú quá. Người ta hỏi gì? Vấn đề rồi. Giá trị nhỏ nhất à? Hay là người ta hỏi đạt được khi x bằng bao nhiêu? Tìm x để đạt giá trị nhỏ nhất thì lúc đó các em phải trả lời là x bằng âm 1 phần 2. Đó, cái toán giá trị nhỏ nhất là mình hay nhầm giữa người ta hỏi giá trị nhỏ nhất hay là người ta hỏi giá trị của x để cái đó đạt được giá trị nhỏ nhất các em nhé. Mà cũng may gặp được câu này. Câu mới lạ ha. Này dành cho đội tuyển học sinh giỏi kìa. Cộng cho C mũ 3 thì bằng 3ABC. Giờ thầy sẽ biến đổi công thức này, thêm và bớt thôi. Ở đây thầy thêm vô là cộng 3A bình B cộng cho 3 A B bình. Như vậy bên phải cũng phải cộng cái lượng đó thì nó mới cân bằng được. Thầy đang đi khai thác giả thiết em ấy. Vậy dưới này nó sẽ đổi thành gì? Nên nó sẽ đổi thành là A cộng B tất cả bình, xin lỗi, A cộng B tất cả lập, rồi cộng với C lập bằng bên kia. Bên kia game rút 3 AB ra ngoài. Vậy trong còn A cộng B cộng C nữa. Tiếp tục cái A cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 thì là nguyên tắc số 6 em. Lại bằng tổng nhân bình phương thiếu của hiệu. Không. Là A cộng B tất cả bình phương nè. Cộng cho A cộng B nhân cho C. Rồi cộng cho C mũ 2. Bình phương thiếu của hiệu, xin lỗi các em, đây phải là dấu trừ. Rồi chuyển vé qua đổi dấu. À khỏi đi. 3AB A cộng B cộng C. Rồi vì ABC là các cạnh tam giác cho nên đó là những số dương nhé. Vậy thầy có quyền về bỏ
bỏ hai bên, bỏ a cộng b cộng c đi, thì hai phần còn lại là vẫn bằng nhau. 3 bên đó. Tới đây ta làm gì? Ta phá tung ra thôi. A mũ 2 cộng 2ab cộng b mũ 2 trừ cho ac trừ cho bc cộng c mũ 2. 3ab chuyển qua luôn, đổi dấu luôn. Giờ tới đây cái nhìn lại đi. A mũ 2 rồi 2AB, A mũ 2 cộng B mũ 2 thầy giao hóa ra trước, rồi cộng C mũ 2 thầy cũng giao hóa ra trước, còn lại 2AB trừ 3AB như vậy nó sẽ thành trừ AB rồi trừ BC và trừ cho CA. Vậy người ta cho đề bài A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng 3ABC, tức là gián tiếp cho mình này. Ta đi được tới đây thì làm sao tiếp? Vậy kim nhân hai bên cho 2, 2 nhân cho cái biểu thức này, thì cũng bằng 0 thôi. Cái đó bằng 0 thì 2 nhân cái đó sẽ bằng 0. Như vậy ta sẽ có là gì? Nhân 2 vô 2 này, 2 này, 2 này. Ủa thầy buồn ngủ lắm rồi. 2, 2, 2. Rồi bây giờ thầy xé A mũ 2 ra, thầy cho bắt cặp với trừ 2AB, rồi xé một cái B bình ra, còn lại một cái B bình ha, thầy cho bắt tay với trừ 2BC, ráp thêm cái C bình vô đuôi. Rồi A bình là vẫn còn cái, sẽ cho đi với trừ 2AC, rồi ráp với C bình vẫn còn sót một cái nữa, bằng 0. Giờ ta có 3 cái bình phương cộng lại bằng 0 nhé. Cái bình phương thứ nhất là A trừ B tất cả bình. Cái bình phương thứ hai là B trừ C tất cả bình. Cái bình phương cuối cùng là C trừ A tất cả bình. Bây giờ cái bình phương này là luôn luôn lớn hơn hoặc tồi nhất là bằng 0 nè. Bình phương này cũng vậy, bình phương này cũng vậy. Mà giờ ta đang đứng trước tình huống là ba cái này đòi cộng lại phải bằng 0. Vậy từng cái này phải bằng 0 đấy nhé. Từng cái cơ số này phải bằng 0. Vậy là A trừ B bằng 0 nè. Hay là B trừ C sẽ bằng 0 luôn nè. Và C trừ A sẽ bằng 0 luôn. Như vậy là ta suy ra là A nó bằng B, B nó bằng C và C nó bằng A. Thế là ta suy ra A bằng B bằng C. Như vậy là tam giác đó có ba cạnh là ABC là bằng nhau với những giả thiết người ta cho. Vậy tam giác nó đều. Thứ nhất đều thì góc ABC sẽ cũng như những góc khác thôi, là bằng 60 độ. Đẹp em nhé. Hẹn gặp các em ở vòng số 8 và sắp tới vòng thi cấp trường rồi. Các em nhớ tham gia cái khóa học thứ hai của thầy sẽ mở trong những ngày tới nha. Rồi tạm biệt các em.